báo giá siêu phẩm xe tải lướt Thaco lên 720 lưu. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hướng Dẫn Auto Tu nhá. Và hôm nay em sẽ báo giá cho các bác một sản phẩm Thaco lên 720 lưu cũng khá quen thuộc tại salon Dẫn Auto Tu. Thì em này vừa mới cập bến salon Dẫn Auto Tu các bác nhá. Em này đời 2019. Thaco lên 720 lưu. Tải trọng là 7 tấn các bác nhá. Có chiều dài thùng là 6m2. Và em này thì đang có giá limit tại hệ thống Dẫn Auto Tu đó là 485 triệu nhá. Đấy, bác nào mà có thiện chí thì có thể alo cho em. Giá cả sẽ có thương lượng lộc lá cho các bác nào thiện chí xuống trực tiếp xuống xem xe. Có thiện chí mua xe các bác nhá. Đây, em sẽ đi vào nội thất cho bác trước này. Em này đời 19 nó mới chạy được 1 năm thôi. Lên xe thì còn rất là đẹp các bác nhá, chạy thì có 2-3 vạn gì đấy. Nói chung là không đáng kể. Đây, cho các bác được cái đẹp nó này. Tất cả từ vô lăng này, đồng hồ này. Đấy. Còn rất là mới nhá. Rất là mới và đẹp luôn. Biển số là chân nghe, chân côn này. Nguyên bản hết đó. Em này không phải bàn về chất xe, nhưng cái dòng mà máy điện chạy lướt này thì chất xe thì các bác không phải bàn nhá. Tất cả từ máy móc cũng thế luôn, nguyên sơn bảo hành hết. Trần trước này, ta đi cửa này mới đét luôn nhá. Những phần đâm va thì xe tải cũ ở salon Dẫn Auto thì đã không có luôn các bác nhá, cam kết luôn không có đâm va tai nạn gì hết nên các bác yên tâm. Đây, ốp này. Em này các bác mua về để tiền thôi. Chuẩn bị chắc chắn nhá. Em này chở hàng có gì thùng vệ này, chắc lịch luôn. Đây, cho bác xem luôn những phần sàn, phần trong này. Đấy. Các bác nhìn thấy hai xương thành thùng chưa? Mới nguyên sơn của nhà sản xuất nhá. Sàn đã lót sàn hết rồi này. Về là bác chỉ phải chạy thôi. Tấm chắn cabin này, nguyên vẹn này. Mới hết các bác nhá. Đấy, bác nào mà có thiện chí mà đang tìm kiếm em này thì có thể alo cho em. Số điện thoại bên em trên màn hình. Hoặc có thể xuống trực tiếp salon tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên, dọc đường Eco Park các bác nha. Bác nào thiện chí thì alo em chỉ đường cho. Đây, tất cả nó xe cua này. Nguyên hết nha. Em này thì các bác giờ xuống đây là chỉ có bàn về giá thôi. Biển Thanh Hóa. Vuông thành sắc cạnh các bác nha. Rất đẹp luôn. Này nó rất là long lanh. Đây, cho bác xem gầm bệ này. Trong em này thì cũng không phải xem gì nhiều đâu. Đây, cho bác có thể thấy gầm bệ này. Vừa dọn về các bác nhá. Vừa bôi dầu bóng này. Đấy, cho bác thấy sàn này. Cái sàn sóng nhá. Không phải bàn tí gì luôn. Rất gì thì nguyên bản đâu. Không nứt nát chắp vá gì rồi. Em này đã lên động cơ Euro 4 nhá. Các bác chạy là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng máy điện này mà các bác chạy những cái đường đồng bằng hay là chạy bằng tải thì rất là sướng. Chạy nó sướng hơn xe cơ nhiều các bác nhá. Xe cơ nó chỉ được cái là khỏe thôi. Còn độ êm thì không thể bằng những em máy điện như này được. Đấy, bác nào có thiện chí thì alo cho em nhá. Đấy, em sẽ báo giá lại cho em này cho bác tham khảo, đó là Thaco lên 720 lưu đã lên động cơ Euro 4, tải trọng là 7 tấn cùng 6m2 nhá. Đấy, đời 2019 mà đang có giá là 485 triệu có lọc lá thương lượng, cho bác nào thiện chí xuống trực tiếp sau đông để xem xe. Đấy, còn nếu bác nào mà thấy hay nhá, hãy để lại một nút like và nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông để
tiện theo dõi kênh Giỏi Ô Tô để đón chờ những sản phẩm xe đẩy đủ chất lượng tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.